Okay, now let's see what happens. Dừng lại 5 phút để xem hay sống cả đời với đau nhức xương khớp. Ung thư thì tôi chịu, trừ đau nhức xương khớp nặng cỡ nào tôi nhận giúp hết. Những ai đang bị thoái hóa đốt sống cổ C1, C2, C3, C4, C5, gai cột sống, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp gối, viêm đa khớp, đau vùng thắt lưng kéo xuống mông và chân. Okay, please insert your credit card in here now. Chồng mình nó giảm được tới 14 kg, còn mình nó giảm được tới 12 kg lần đó. Tôi dùng 3 tuần thì tôi giảm được 2 kg. Cơ thể của mình nó rất là nhẹ nhàng. Sau 3 tháng sử dụng là tôi đã giảm được 11 kg. Quý vị ơi, quý vị ơi, quý vị nhớ nha, nếu quý vị nào có muốn giảm cân mà uống một cái an toàn, hiệu quả, tốt cho sức khỏe thì đây, đây là Body Beauty Slim. Đây, quý vị biết không, đây là Lê Giang cũng uống được là cũng được mấy hộp rồi. Mà thường á, cái này quý vị biết không, uống được 3 tháng sẽ giảm được 7 kg lận. Trung tâm xương khớp Đại Cốt Đan xin thông báo tới quý khách chương trình ưu đãi đặc biệt mua 2 tặng 1 duy nhất cho 50 khách hàng đầu tiên gọi điện. Bạn đang bị viêm khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, liên hệ ngay tới trung tâm theo số hotline để được các chuyên gia tư vấn và nhận ưu đãi. Số lượng ưu đãi có hạn, ai không bị vui lòng không gọi để nhường cho những ai thực sự cần. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào mừng quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Cơ thể bạn nói gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề những biến chứng nguy hiểm của bệnh thoái hóa khớp. Trước khi đến với chương trình, trung tâm xin thông báo để tri ân cho mọi người đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong thời gian qua. Duy nhất hôm nay, ưu tiên 50 người đặt mua sớm nhất sẽ nhận được ưu đãi mua 2 tặng 1 dành cho bà con nào đang mắc phải các cơn đau nhức xương khớp. Ai gặp tôi cũng chữa được hết, đảm bảo ai bị bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày cứ đến gặp tôi, chỉ cần 7 đến 10 ngày là hết đau ngay. Tôi đã giúp hàng nghìn người hết đau dạ dày rồi. Bà con bị bệnh cứ điện cho tôi